Xin chào toàn thể các bác nhá. Em chào toàn thể tất cả mọi người nhá. Em chào toàn thể cả các bác nhá. Em chào toàn thể các mọi người các bác nhá. Chào các hôm bác nay đi. Bốn anh em lại rủ nhau đi săn các bác nhá. Hôm nay sẽ ra bãi để săn mấy con chim. Dẫn thêm cả em Mốc đi cùng này. Đi nhá, hôm nay cố gắng nhá. Bắt cho anh em mọi người đi một chuyến con. Nữa xem là có gặt hái được cái gì không. Đi nhá. Đây có một bãi ngô vẫn chưa bẻ này. Đây là vườn bưởi nhá. Ôi rau má tốt nhỉ. Đang làm bộ ở trên đấy. Ném lên câu cao à. Đấy rung kìa. Bay lên đây là mất dấu luôn các bác ạ. Lấy cái gì chọc vào búi tre này xem nào. Khả năng nhá là búi tre này thật đấy chứ. Cái này phải có người nhìn thấy vị trí nó bay vào cơ. Còn khuất tầm mắt một cái là mình dễ bị mất lắm. Lại đuổi tiếp nhá. Con này em phải đứng xa để quan sát không để mất dấu như vừa rồi. Cứ đuổi là toàn mất dấu. kìa. Đón nhá, chắc chắn nó lại về đòi về bên này thôi. Trên kia kìa, đầu đấy kìa. Con này ngon. Nó lại đòi bay về bên kia mình biết rồi. Không bằng con nãy đâu nhỉ. Không phải, con này con khác à? Không phải, ý là bé hơn này, con này to. Mốc kìa nhá. Đấy, bớ hơi tai. Được. Ăn ở cái gốc này tan hoang này. Chuột đấy, cái này. Nhục sậy. Mới thôi sao chứ nhỉ? Mới mà. Phần to này mà. Phần nhít chưa? Phần hả? Bằng cái phần dưới luôn. Thùng sang đấy mà. Thùng sang đây. Đoạn này không hun được rồi. Bán sậy to thế đấy. Được mà. Thủ bên này à? Đốt thôi. Ây à. Thấy nó ăn mới không? Cho con Mốc vào thử hay nào? Thủ đất. Nó ăn cái bãi lắm. Nạp hết cái bãi sợi này. Do. Như kiểu là họ định đốt phải không? Như kiểu có người định đốt rồi. Hun chuột cho bác nhá. Mình thử xem nó con lao dao. Khi lại có sóc danh trong này thì sao? Ừ. Chuồn danh ấy. Khói ra không? Thế thổi bên này. Thế thì không thông đâu. Không thông. Cái thổi cho nào? Cái thổi cho ấy. Thổi mạnh lắm mà. Cho lá xanh vào, cháy thì cho lá xanh vào nhiều khói. Cần đâu. Một tổ kiến này các bác này. Đang nhìn còn có trứng nhiều lắm. Ăn được con. Chắc ăn được chứ. Nhiều trứng nhỉ. Đúng rồi. Ôi dữ nhỉ. Kiến này chưa ăn bao giờ. Tiếp tục đuổi nhé. Bay vào trong cái lùm đằng kia kìa các bác nhé. Mất tích các bác nhé. Nó bay vào cái chòm đá này. Là chó không vào được. Đến mùa rau ngót này các bác này. Anh em vẫn gọi đây là một loại rau ngót này. Nấu canh ngọt lắm. Cần phải để mì luôn. Vẫn đấy. Rút xong nào. Ui. Đi theo đeo cành ngọn nhá. Núng lúc này luôn. Ôi. Đi ra ngoài nhìn đi. Thấy rồi. Lấy quá lại rồi. Ôi đây ném ngắn. Nào, ném đi. Ôi sao vậy chị ơi? Mày đâu hả? Ôi.
Đâu rồi? Ui, lại sang bờ bên kia rồi. Đâu, chỗ nào? Cái kia ông rác khô kìa. Ở dưới suối này á? Ừ. Ừ. Em thứ ba này. Làm cho mốc lội qua lội lại. Ướt hết cả. Ướt hết rồi. Mốc. Chào nào. Mấy không? Mốc. Được, ngoan đấy. Tiếp tục con khác nhé. Ném vào đây này. Cua à? Có một con ở đây sao ấy? Không có đá để ấm. Đâu rồi? Chính xác vào đây không? Quá rộng luôn, trốn trong này, mốc cũng chẳng làm được gì luôn. Bãi sợi. Ôi, bay ơi, bay ra bên kia rồi. Bay ra ngoài rồi. Không cho đi đâu nữa nhá. Rồi đi rồi về. Chọc chọc anh ơi. Ôi. Kìa. Sao đâu rồi? Ra ngoài, bay ra ngoài kia. Đánh mũi ra đến đây. Ui. Nhìn ngoài kia nhá, ra ngoài kia đấy. Thôi rồi, vậy đuôi. Đâu rồi? Đây rồi, rồi. Mộc vẫy đuôi này. Chọc đi. Chọc vào đi, cứ chọc đi, bây giờ ngó không thấy đâu. Chọc đi. Anh cứ chọc luôn đi. Ná cho su và phát huy tác dụng. Bốn em hái rau nhé. Đây là vẫn là món rau gai.
dừng chân nấu nướng các bác nhé. Vẫn là cái địa điểm cũ này. Hôm nay là rất là may được 4 em chim với lại 1 em chồn bé nhá các bác nhé. May quá là Mốc lại phát hiện ra 1 em chồn, thế là bắt được luôn. Bây giờ lại đốt một đống lửa rất là to này, chuẩn bị nướng. Chim thì vẫn nướng rồi, còn chồn thì định làm nào? Xào gừng đi. Xào gừng đi nhỉ? Vẫn là cái địa điểm anh em hay dừng chân để nấu nướng. Chỗ này là rau này. Rau gai mỗi người một tí hái được một đống này. Đây là thầu lầu nhá. Rau má. Thầu lầu rất nhiều. Món này là món rất là ngon, luộc lên. Mốc. Thế. Đây. Ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Đây này. Cơm với thịt nhá. Ăn xong là đi nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Cái rau này cần phải tước. Chỗ nào dài tước. Có đồ 4 chân hay đồ 2 chân. Xin xào nhớ tưới một ít rượu vào. Thơm lắm. Chắc phải làm bé bé nữa. Đang luộc hết à? Luộc món ấy. Món này. Có thể làm không? Lăn bằng băng mà. Đó. Này. Giờ nó lăn thế bổ cái gốc này, bổ cái gốc kẹp. Bốn em. Nó cứ cái thân này là nó lăn. Nó gọi là đơn châu chấu. Rơi thịt một xăng. Những mùa nóng à, rất là mềm. Rau ấy mà. Cái đấy là rau hoa rừng. Mỗi cọng cho vào nhưng nó nhiều nhiều mà chắc lẫn đâu à. À đây này. Bốn em chim đang nướng nhỉ. Nát quá không? Có người gái nhỉ? Nước canh này có màu tím đen nhé. Rồi làm bát nhé. Ra hết cái ấy nhỉ? Cái nhựa đó. Làm này nhạt rau đó. Nước này ra nước. Bát ra uống chống đói đấy. Đặt đi, cháy đấy. Cho rượu vào. Rồi. Thơm. Để vung vào. Ngon lắm, thơm, đánh mùi. Ủa, này được rồi. Để xa xa ra được đấy. Khổ hết rồi. Nhiệt mạnh quá đi. Hôm
nay sẽ dùng kiệu này để xào với chồn. Xem như thế nào. Cái kiệu này mà xào thịt ếch ngon lắm nhé. Nào mang ít đi bắt ếch. Nào đem ra xào. Tắt bên kia, nó có cái tâm điểm sống. Bây giờ tí rồi sẽ cho kiệu vào nhé. Bao ngon. Sùi tuyệt vời nhỉ, dính nồi nhiều quá. Những cái hành cháy kiệu. Trong khi chờ đợi anh Cơ đi bắt được hai em cá này. Cá chê nhá. Chê suối. Đấy, có con dãy đành đạch này. Này, công nhận trốn giỏi. Mắt không nhìn thấy cái là mất tích luôn. Này như kiểu là có nó trốn được cái chỗ nào kỹ là nó trốn cũng thèm ra luôn. Người, mỗi người một cái que đón xung quanh đống rác mà cuối cùng vẫn bay lên được. Đấy, nghe kiểu anh vụt trúng rồi cơ mà, nhưng mà nhìn thấy cây lại gãy gãy đấy thôi. Nấu không hết được, nhiều quá. Rồi, cứ cho vào đi, cho nó hết cỡ rồi. Thôi, vẫn còn hình hài đây. Để cắt ra rồi. Cá hai em cua nướng nữa đây này. Ui dồi ôi. Đấy. Làm bát nước chấm ấy. Đồ bốn chân, đồ hai chân. Đấy, để bát nước chấm vào giữa này. Đấy, trời. Ui, đừng lấp lên. Để xung quanh bên cạnh này là được rồi. Món rau gài quen thuộc của anh em. Cho cả mép bên này. Ui, nhiều nước quá nhỉ. Ok. Cụt mốt à. Ôi trời. Cụt mốt có cá có cua. Có chim có chồn. Lên rượu. Hôm nay anh còn đi rửa ít kiệu nữa à? Hoàn thành nhá. U vừa đi lấy thêm được kiệu về nữa rồi. Ô bát mình đây mà. Bát canh ấy. Đang uống bát canh rửa để sang bên này. Đấy, và tấm này, ra tận đây rồi. Ừ? Đèn ra tận đây rồi mà. Thì không sao đâu.
anh thấy như kiểu là nó ở trên đầu quá nên là mặt mình hơi tối. Ê, cũng bỏ áo thôi nhé. Ra nè, sạch sẽ. Đàng hoàng hay nào, ôi trời ơi, em không đóng cửa nhà. Cái này đi thẳng. Một ngày hôm nay cho anh Cơ đi trải nghiệm đuổi chim là như thế nào. Thế anh cũng đuổi được. Không biết mệt. Rồi. Thôi em mời toàn thể các bác nhá. Em mời toàn thể tất cả mọi người nhá, dừng bữa tới với lại bốn anh em nhá. Em mời toàn thể tất cả các bác nhá. Em mời toàn thể các bác nhá. Dừng bữa với cùng một em. Hôm nay nhiều thứ lắm. Bốn em chim, một em trồn, hai em cá, hai em cua. Ăn cái này cho nó nóng cái bụng đã, mình ăn cái kia cho nó. Ở bên kia mà. Ngon này nó. Kiểu ngon của nó nhỉ. Nó muối sao nhạt thế. Nhạt. Cứ thử xem. Anh cho muối mà nhạt thế. Anh cứ nghe thấy không? Bật tâm đệm đầu sữa rau xanh vào. Nhạt thế. Muối nhạt thế. Muối rẻ. Thương anh bán muối. Cho quá tay rồi. Nhà cái này nó ròn. Ồ, rau gai. Em ăn miếng nào. Dạ, có ở đâu bình thường đâu mà. Ngạt thế. Ngạt hả? Ngâm ổng nhá. Nhá. Ngạt thế. Ăn nhá. Cho muối nhạt nhá. Này, uống đi. Tay chứ. Uống. Nó nhạt tí. Cái này mà ăn cơm là vừa rồi nè. Hết. Uống. Chắc anh chị quên tưởng là này ăn cơm đi theo. Con Cơ đi với mình nhá, chưa có bữa nào thịnh soạn như bữa này đâu nhỉ. Thôi, em làm cái đại cánh đại bằng rồi nhá. Cánh đại bằng. Thôi là em mốc là không ăn được các bác ạ. Lấy món kiệu ăn sống. Này nhà em dùng được nhiều phết mà. Hôm nào hôm nào anh lấy giống các thứ đi mang đi nhá. Hôm nào anh lấy anh lấy về để mang về dòng ngoài bãi á. Mà sợ cái đất đó không hợp đâu. Này kén đất lắm. Nhất là gốc nứa thối mà. Đúng rồi. Gốc tre trồng vào củ tỏ lắm. Nào đi bắt ếch ấy hay là đúng rồi đi bắt được xong là mang về xào kiểu này em làm mình đi ấy, thì em nhổ ít ở nhà đem đi ếch sấy qua khô tí chặt ra xào cho này mà ăn ngon lắm. Trước anh em mình nấu ăn nghe ngon mà. Bỏ lề gót rồi đi. Em 7 con. Mà ra số toàn 5 con nhiều thôi nhỉ. Đợt này ở biên với nhà mình mà đấy có nhiều. Không bị loạn như đợt này. Đợt 7 đấy là 6 con mà nhỉ. 6 con. 7 nhỉ. 7 là 6 con à. 6 con. Cay ngon nhỉ. Rồi lên. Nhìn đi. Cái đầu này của ai đây? Chúng ta thôi. Bốc bốc.
đấy, em nó ăn thì cho cả con luôn. Có bùi mỡ không? Có bùi nó mới ăn đấy. Có bùi được. À được. Đấy. Nhưng mà nó ăn thì cho cá nó ăn đi. Giờ mình nó kiếm cho nó đến nay rồi. Ăn đầu. Đúng. Con mày bé nhỉ? Cái này loại bé, loại bé. Đây là loại bé gì nhá? Ây da, nhìn kỹ mới thấy nên là bé quá. Đi cả ngày đói cơm mà cũng vài ly vào rất thấy lên mặt rồi. Người ta rát mụn nữa. Chân này, 8 cái chân nhá, mỗi người 2 cái. Cồn thì 4 chân, mỗi người 1 chân. Mốc này. Đấy. Cho ăn cá. Cá. Ăn. Đúng rồi. Đấy. Đấy, cho ăn cơm thịt rồi nè. Có. Ừ, à đấy. Tháo. Đây, đây, đây. Anh của em ăn rồi. Thì anh gạt đây. Hôm nay còn em không. Đây nó hơi nhiều. Chọn chân chim là nhân quốc á. Rồi. Ây à, nó cấu vào nhau rồi. Khổ quá. Ăn gà. Tìm có gai gà. Ngon. Dở á. Ở như thế. Mùa này là mùa, đúng mùa thôi. Bảo nước cái nước. Cái nương giấy họ không phát thì nhiều á. Ừ. Con này bẻ đầu phải không? Cho miếng đi cho nó. Bẻ cái bụng 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 cho nó. Cá này các bác ơi. Đây. Đấy. Còn chia chia đây nhá. Ở đây cái cu chia bên này. Đuôi nhá. Dạ. Mời các bác ăn cá nhá. Ngọt. Cá thịt dai nhá. Hôm nay có tí nước to thì nó mới ra. Đây, anh ngừng nước của anh cho em này. Làm tí tanh tanh và bôi miệng cho nó. Môi nó mới đỏ đấy. Nhìn đi cả ngày đói bụng nó môi thấm hết rồi. Cho anh em mình nhiều quá rồi, cho nó một tí. Đây, đây anh em ơi. Đây các bạn này. Giờ ngồi khá là lâu rồi mà trộn rất đây, nhiều. Mọi thứ rất nhiều luôn, ai gắp món nào cứ dùng đi. Ôi mình làm cái đuôi thử thế nào. Ôi được cái đuôi ngon nhỉ. Còn một đoạn to hơn đây nữa không biết ở đâu rồi. Xương cái đuôi của cái loại này nó to lắm mà. Rồi anh mời cu cái đầu này. Ừ, cái đầu em không ăn đâu. Đây, mình xem cái đuôi. À cái đuôi chắc là nó đi về quê cũ. Cua đầu chim nhiều quá rồi em. Em làm 4 miếng, 4 miếng là 2 con rồi. Mấy miếng chim cua đầu bê rồi đấy. Nhưng mà cái món mồi này nhiều ấy. Anh em ở tối nay mà anh với lại anh chị uống riêng nhé. Em mời đại ca hôm nay là không say không về. Đậu, lâu lắm anh em mình không xoay thì chim cũng tròn tròn. Có thể là bán A7 là cứ tròn tròn các thôi. Các bác cứ cảm nhá, không phải là không phải là không rủ A Bình đi mà A Bình ngày nào cũng như là Tết thôi. Đấy là có gọi nhiều thì đi nó lại chửi anh em thì thôi, anh em không dám rủ nữa mà thôi. Tùy ngày nào nó tỉnh nó đi thì nó đi thôi. Mình Bình đang bẻ ngô rồi mà cái lúa xong giờ Bình đang bẻ ngô. Nên là cũng có
Ờ, mua đâu mà bé đâu. Chương trình vẫn mà vẫn là ngày nào cũng như là Tết mà. Cắn mất mùa rồi. Là mấy ngày lân quanh đi đi lại lại toàn thấy say rượu với thằng nhà con ấy, linh xiện như này kia. Thế rồi, thế rồi. Em có hỏi bà có đi không đi làm à bà? Say lắm. Mấy ngày nào cũng say thế thì bao giờ vợ biết thông cảm cho mình được. Mình phải tỉnh táo, mình đi làm thì cho vợ đỡ phải chửi mình chứ. Ngày nào vợ cũng cầu nhau. Hôm làm ở gần đấy nghe vợ bảo còn nhỏ lắm đấy. Cái kính nhồi không biết là nó thêm đuổi gà đá nồi ở mầm mà. Cũng thấy gắt gẩu lắm rồi. Nói ra thì anh em mình cũng rượu thật đấy, về các bác thì cũng có được xem, cũng được nhìn thấy rồi. Anh em mấy anh em cũng có được uống đấy, nhưng mà mấy anh em là cũng phải đi làm thì mới uống thôi, còn ở nhà mà cứ suốt ngày uống xong lại ngủ ngủ tỉnh dậy lại đi uống tiếp thì khả năng là mấy anh em cũng như vậy thôi, nhưng mà nghiện là chết. Là trong cuộc của mấy anh em là uống phải đi làm đấy, mình uống đủ gọi là cơ bản của mình phải đi làm được chứ không phải là uống xong đi làm xong dậy dậy xong bạn gọi lại đi uống tiếp thì là vợ rất là ghét luôn. Đúng rồi, nó thực tế là như vậy. Uống là phải vận động. Uống cái nào là vợ rất là ghét vì là vợ chỉ trông chờ, cũng gọi là vợ nguyên không phải trông chờ mình nhé, vợ còn giặt nọ cho con này, còn phải nấu nướng cho ăn cho mình các thứ mà vợ cũng phải lo, rồi mình phải là người đi lao động về đồng tiền để cho vợ chăm sóc cho vợ. Là đâu mình cái uống được phải làm được. Đúng rồi. Giờ cứ uống xong rồi làm đấy là xong đi ngủ, uống xong lại đi ngủ. Xong là tỉnh dậy phát chập tối lại bảo lại có người khác gọi đi uống. Lại đi tiếp. Lại đi tiếp. Ngày nào cũng cứ uống xong là đâm chân. Thế thì anh em mới gọi là ngày nào cũng như là ăn Tết. Cứ uống rồi say là úp chân ở đây thôi. Là uống thì, xong là úp chân ở đây. Mấy dạo này cũng thấy ngày nào cũng là cà phê đấy. Nhưng mà thôi vài hôm nói xem nó tỉnh tỉnh tí. Có anh Cơ là đấy, anh Cơ là cũng thích trải nghiệm. Anh Cơ là đi cùng với em là trải nghiệm cho vui. Một vài chuyến để cho xem cho thấy chim bay như kiểu thì gì. Thì ba anh em vẫn bay, là tụt tắc không bay, bởi vì mình béo. Ba anh em đi đuổi chim nó hơi khó các bác ạ. Bây giờ phải có 4 người. 4 người thì đuổi thì nhìn chim bay đâu nó dễ hơn. Bởi vì 4 người 8 con mắt. Còn như nào đấy? Thấy mày như nào dùng đấy? Đúng rồi, vừa gắt xong. Nó cái thằng nhầm muối. Thôi nhầm muối. Các bạn, anh em cứ nói là hơi nhạt nhưng mà thực ra là cái món chuột này là hơi mặn đấy các bạn. Không biết là chí xem nào tưởng là cả một nồi tôm. Tối trước được một nồi thật, nhưng mà tối hôm nay chỉ được một tí. Con hôm trước nó khoảng hơn cân và con này chỉ tầm 5 lạng thôi. 5-6 lạng. Thường anh bắn muối. To hơn con chuột một tí, con chuột hang một tí thôi. Muối rẻ, muối rẻ. Thường anh bắn muối. Đúng rồi, cứ người làm muối. Chắc 4 anh em mình cũng làm này cũng tặng mình ra đây thôi nha. Thì lại nói méo linh tinh. Chào các bác buổi tối thì một túi ngại mấy đấy chưa đấy vừa nói xong anh Lộc lại làm rồi rồi thôi bu vào kia nếu như có bù chứ có thì có lại chứ làm gì anh có anh Cơ làm gì đến nói dám bù hết đi thôi các bác nha, 4 anh em cũng ngà ngà rồi, bây giờ cũng xin phép tạm dừng ở đây. Xong là anh em cứ ngồi túc tắc đến chắc là bây giờ cũng 10-11 giờ rồi đấy. Cứ ngồi như nào hết mồi thì chắc 2-3 giờ sáng. Em chúc toàn thể các bác buổi tối vui vẻ các bác nha. Thôi em xin phép chào tạm biệt tất cả các bác nha. Cái này là ngon đấy. Ôi em xin phép được chào các bác nha. Em chào mẹ Việt tất cả mọi người nhá. Đây con cái của anh này, của anh đấy, của anh đấy. Của ai mà? Của anh đấy. Của mình đâu. Anh ăn có một cái thôi. Một cái của anh bay về xa lắm rồi có một cái. Cô làm những ăn đi ăn đi. Cái gì ấy? Những chồn. Chồn. Ăn suốt từ nãy đến giờ chúng ta ăn những cái chín nào. Cổ này, cũng là cổ này mới là ngon này.
cổ cáo cổ cánh nhất phao câu nhì cổ cánh mà. Thấy chưa? Đây là còn mới còn tí bông đá. Nhưng mà anh em hôm nay chê nhỉ? Anh em hôm nay chê cầm dưới nhỉ? Môi dưới à? Môi dưới ai không thích được. Đấy. Môi dưới ai không thích lạ nhỉ? Ăn mà, pa là nhiều cái nó quá mình cứ từ từ lần lượt ấy. Thích chứ, giờ mình ngồi lâu mà. Đây à, lần sau mình đi là mình mang theo cả sói đi nữa nhỉ? Mốc sau nó mệt quá. Mốc sau nó mệt rồi, nó không có hứng thú hẳn rồi. Thành quả cũng là như thế là đạt. Là quá, bốn người bốn chim là cũng đạt rồi. Nếu mà em trồn nữa thì quá đạt. Sợ nhất là những chuyến, có những chuyến mình móm là bốn người mới được hai em đấy. Có những chuyến như thế mà phải có ăn rau ấy. Để mà đẹp nhất thì còn được một em thôi thì toàn ăn rau không em, em sói là hay kiểu là nó cũng lung tung giật, nhưng mà đôi lúc mà mình xào đấy thì mốc đỡ với kịp thì em sói vào thì em sói hay lao hỏng mùi ấy đấy, cái quả đấy thì là mốc không thể đánh người ta nữa mà để cho mốc mình á là rất dễ xử lý mà nó mệt đến thì mình mệt đến nên là đúng là khoảng mệt đến là con đấy nó hay lọ mọ nhưng mà nó hay chạy trước, mốc chưa đến thì nó đã xông vào rồi, mà nó để lại cái mùi, nó phá mùi đấy. Giờ có con chó khác nó chạy qua rồi thì con mốc nó lại không ấy nữa, rồi. Nó bằng mùi khác mùi nên là nó không tìm ra được. Thôi nhỉ, con em mình phải đi nhỉ. Thế bảo là lúc đưa thêm con đấy đi cũng hay nhưng mà hai cái kiểu mà giờ một kiểu. Lúc bảo là hôm nay không đưa sói đi à, thì sói rồi nhưng mà đi sói nhìn thấy là sói hằng, nhưng mà chỉ qua là nó không nhìn thấy thì là đôi lúc nó hay mình gọi mốc không đến nó chạy đến trước ấy. Chỗ mà mình thấy sao ấy là nó không đánh mùi, là con mốc là nó nhìn thấy nó hăng như à quên con sói nhìn thấy hăng nhưng mà nó không dám cắn. Hay biết mà có đến nó không dám cắn đâu, chỉ vồ phát thôi, vồ là được, vồ để cho nó nhảy vồ đè đấy thôi, vồ đè thôi, vồ được, không dám cắn như con mốc. Em ghi nhận là mốc là sôi rồi. Hôm nay con lúc em nhảy xuống suối rồi con mốc ra xuống suối, con mốc bắt từ dưới lòng suối lại gắp từ đấy về, gọi là người ta bảo là dùng tay gắp về thôi. Ô nhưng mình hỏi gì nhỉ, là mang về đến vợ em dùng tay cầm mà ơi thật nghiệp các con mốc, đôi lúc đừng có buồn với nó bởi vì nó mệt đến là nó cũng mệt mà nó xử lý nó thì mệt quá nhỉ. Nó nhảy ra suối, nó bắt được con chim từ dưới lồng suối, nó lại gặm con chim gặm trong lồng suối, lòng mang ra đến bờ, xong là mình nhảy đi đến xuống suối thì cầm được con chim ấy, mình ghi nhận con mốc này không đơn giản nào đâu. Nên nó mệt quá hả? Cơ bế con nào cũng phải đuổi, cơ bế sang suối trừ những cái con xịt ra bao nhiêu con đấy, sau này con xịt mất, sau này con xịt nhỉ, con nào cũng phải chạy đến chạy xuống giờ mới được.